À, vâng, Sát lại gửi lời chào tới các bác làm vườn. Thì hôm nay bên shop lại chi tiết tới các bác một cái dòng kéo cắt cành trên cao, dòng kéo dài nhất nhé, đó là dòng kéo 5m. Thì ở bên shop em có rất chi là nhiều loại kéo 3m, 4m. Thì hôm nay chỉ chi tiết về một cái dòng kéo này thôi. Bởi vì ở thời điểm này các bác đang chuẩn bị hái nhãn. Nhãn là một cây rất chi là cao, thì với chất kéo 5m này thì nó rất chi là thích hợp nhé. Thì em sẽ chi tiết về chất liệu của nó để các bác nhà mình được tham khảo. Đây là một chiếc kéo 5m. Như các bác nhìn, chiếc kéo 5m này thì nó có độ kéo vào, kéo độ thu về đấy, nó là 2m nhé. Và cái trọng lượng của nó là 1,9 cân. Và vượt trội của nó sẽ có hai lưỡi rút, như các bác nhìn đây. Một lưỡi rút dài và một lưỡi thì rút ra làm 4 đốt nhé. Chất liệu thì như các bác nhìn đây là cái phần lưỡi kéo này. Cái phần này phần tỉa cành rơi trực tiếp này. Phần này phần kẹp quả khi các bác chụp cành nhãn độ 2kg. Các bác có thể sử dụng cái phần kẹp quả này để kẹp từ trên ngọn xuống nhá, mà không lo rơi bầm dập. Thì chất liệu của chiếc kéo này thì là nhôm hợp kim 100% nhá các bác nhá. Nhôm hợp kim vô cùng là chắc chắn. Nó là hình tròn, cầm rất chi là thích tay đây các bác này. Đấy. Còn đây là cái phần để cho các bác cầm tay lẹm cho nó êm này. Và cái cán, chiếc cán của cái kéo này thì đặc biệt nó là thép chịu lực nhá, giúp các bác cầm không bao giờ lo hỏng nhá, không phải là cán nhựa nhá, hàng cao cấp các bác này. Đây là cái lò xo của nó, to vượt trội so với những chiếc kéo khác, bởi vì cái này trọng lượng của nó so với chiếc kéo 3m nó nặng hơn rất chi là nhiều. Và khi các bác mà xem được cái video này của em, các bác gái hoặc các bác trai mà xem được thì các bác sẽ xác định nhá, một chiếc kéo 5m này cầm thì nó sẽ nặng hơn ở một chiếc kéo 3m. Đối với các bác nam mà sử dụng cái này thì rất chi là thích hợp, bác nam khỏe nhá. Bởi vì cái này cầm nó sẽ nặng tay hơn này. Với chiếc kéo 3m thì cầm nó sẽ nhẹ hơn. Bởi vì cái này trọng lượng là 1,9 cân, còn cái 3m thì nó 1,3 cân hoặc 1,4 cân. Thì đấy là trọng lượng của những cái dòng kéo như này, chỉ chi tiết về cái mẫu 5m này thôi. Thế thì các bác sẽ xem video thật kỹ để lựa chọn đưa tới là chốt một cái sản phẩm nào để thích hợp với mình nhất. Thì đây nó là dòng 5m nhá. Và 5m thì các bác có thể cắt ở tất cả các độ cao, đó là độ cao 2m, 2m rưỡi, 3m, 4m và 5m. Cái độ cao cuối cùng của nó là 5m. Và cái độ cao khi các bác thu về cái chiều thấp nhất của nó là 2m, các bác có thể sử dụng 2m. Và một chiếc lưỡi cưa vô cùng là sắc bén để đi theo chiếc cưa. Đấy, cắt thì các bác có thể cắt trọng lượng từ 2,5 cân đổ lại nhá. Còn nếu đấy là cắt quả. Còn nếu như cành thì các bác có thể cắt cành to bằng ngón tay, rất nhiều video đã đi cắt để cho các bác xem rồi. Còn nếu như to hơn nữa thì các bác có thể sử dụng cưa nhé, cưa rất chi là sắc ngọt. Đấy, cưa thì các bác có thể cưa ở độ cao mấy mét cũng cưa được. Thế thì cái cán này nó đã rất chi là khỏe rồi thì điều khiển cái cưa rất dễ nhé. Đấy. Thì một chiếc kéo 5m này thì bên shop em nhận ship COD toàn quốc nhé. Các bác ở đâu chỉ cần để lại địa chỉ và số điện thoại. Và sẽ bao ship trên toàn quốc với những cái dòng kéo cắt cành của bên em. Bao ship toàn bộ hết luôn. Đấy, chất liệu và cũng như là cái chức năng hoạt động của nó thì em cũng vừa chi tiết ở trên cái video này. Đấy, bởi vì là một shop dụng cụ nông nghiệp thì bên em có đầy đủ tất cả những cái dụng cụ. Nhưng mà qua cái video này thì em chỉ gửi cho các bác cái mẫu kéo, một cái dòng kéo mà rất thích hợp đối với các bác cắt ở độ cao 5m, 7m. Thì các bác nên sử dụng mẫu kéo này nhá. Một dòng kéo liên doanh cao cấp. Đây là phần cán này. Đấy, thì một cái video ngắn thì em cũng vừa chi tiết về cái mẫu kéo 5m này rồi. Đấy, các bác mà quan tâm mà đang cần thì hãy liên hệ trực tiếp tới bên em qua đầu số điện thoại là 0869054295. Đó là số điện thoại chính em chuyên cung cấp về tất cả những cái mẫu kìm kéo cưa. Và chi tiết nhất là cái mẫu kéo cắt cành 5m này nhá. Đấy, thì một cái video ngắn thì em cũng vừa đăng tải rồi. Đấy, các bác mà đang cần thì hãy liên hệ trực tiếp luôn. Và các bác muốn tham khảo kỹ hơn thì hãy ấn vào số điện thoại kích hoạt Zalo để gọi điện bằng video để xem trước tất cả những cái sản phẩm trước khi đặt hàng nhé. Và hàng của bên em thì gửi đến tay các bác thì các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán với tất cả những cái mẫu sản phẩm. Và với tất cả những cái mẫu sản phẩm thì riêng cái mẫu kéo cắt cành trên cao này thì bên em nhận ship miễn phí, ship bao ship trên toàn quốc để gửi tới các bác. Vâng, thì em cũng xin kết thúc cái video ở đây. Các bác mà quan tâm thì đừng quên ấn like chuông và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Mỗi lần em sẽ đăng tải một cái mẫu khác nhau về tất cả những cái dụng cụ làm vườn của bên em. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.